Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình giới thiệu đến với các bạn một mẫu nồi của Toshiba, mã nồi là RC10VQH. Thì đây là dòng nồi có dung tích 1 lít, các bạn nấu được 5 người ăn nhé các bạn. Cái mặt này thì, của nồi này thì nó có màu màu hồng phấn nhé các bạn, hồng nhẹ ấy. Còn dưới là màu trắng nhé. Đây mình mời các bạn xem qua nhé. Cái này không bể vỡ gì luôn nhé các bạn. Những cái vết này này là vết bẩn nhé các bạn. Mình thật sự là mình cũng xin lỗi các bạn là mình chưa vệ sinh kỹ được ấy. Mình úp lên đây luôn, nhưng mà các bạn yên tâm, khi các bạn nhận thì mình sẽ vệ sinh kỹ cho các bạn nhé. Về là các bạn chỉ cần ấn nấu cơm là xong thôi, chứ không cần phải nấu nước hay không cần phải vệ sinh gì cả. Các bạn muốn cẩn thận thì các bạn bỏ khoảng gần nửa cái nồi nước sôi, các bạn nấu khoảng 20 phút, 2 đến 30 phút rồi các bạn đổ đi là các bạn nấu cơm. Như vậy thì nó các bạn cẩn thận thì nấu như vậy, còn không có các bạn nấu cơm được rồi. Tại vì mình đã vệ sinh kỹ rồi, mình cũng nấu thử nước sôi và nấu thử cơm 2 lần rồi, nên vấn đề bụi biết này kia thì nó cũng không còn đâu các bạn. Đây, cái này không bể vỡ gì nhé các bạn. Đấy. Ở Việt Nam mình hay gọi nôm na đặt cho nó là tô vuông đấy các bạn. Đây các bạn nhìn này, hình dáng nó vuông vuông nên gọi là tô vuông nhé các bạn. Cái dòng này là dòng cao tần áp suất hút chân không đấy các bạn, tức là dòng này là dòng công nghệ gọi là đầy đủ công nghệ luôn đấy các bạn. Thường thường là các loại khác thì cao tần thôi, còn nó là cao tần áp suất hút chân không thôi. Rồi mình mở cho bạn xem nhé. Đây các bạn nhìn nắp này, gioăng còn cũng khá đẹp nhé các bạn. Đây mặt sau này bi áp suất đây. Cái vết này các bạn là cái gì nó dính vào đấy, chứ không phải là rách đâu nhé các bạn. Thì các bạn yên tâm đi, khi mà các bạn nhận thì mình sẽ vệ sinh hoàn chỉnh nhất, các bạn nhìn là khác hẳn đâu mà. Thì thật sự là mình cũng chia sẻ là mình cũng xin lỗi các bạn trước là khi mà mình chưa hoàn thiện nó mà mình đưa lên đây thì các bạn cũng thông cảm giúp mình thôi nhé. Đây xong đấy các bạn, xong dạng xong sóng nhé, xong rất đẹp luôn các bạn, không chảy xước gì luôn nhé. Mặt sau đây xong rất đẹp đấy các bạn. Đây, bên trong là không bể vỡ gì luôn các bạn. Đây nó có vết bẩn các bạn này. Đấy, cái này thì mình vệ sinh nó cũng hết thôi. Cái này các bạn nhìn này. Đấy, vệ sinh là hết rồi mà. Đây bên trong này, trong đáy này không bể vỡ gì nhé các bạn. Thì mình chia sẻ thêm cái nồi này này các bạn này, nếu mà so cái nồi này là dạng cũng thuộc dạng VIP, thuộc dạng xịn đấy, nhưng mà so với nó kiểu như là nó cạnh tranh với những cái dòng là thua tô chuông một bậc nhé các bạn. Đấy thì nếu mà các bạn nấu mà cần ăn ngon mà giá tiền hợp lý thì các bạn lấy cái nồi này. Còn các bạn cái nồi này tất nhiên là mình chia sẻ thật là Toshiba đấy các bạn, thì cái chất liệu làm nên nó thật sự nó không được bền đâu các bạn. Đấy, vì vậy các bạn dùng các bạn phải giữ. Chứ giờ mà nó mà rớt nó bể như các nồi khác ấy, mình đặt như này các bạn này, đấy mình đặt thoải mái luôn, cái chân này không bao giờ bể, nhưng mà cái nồi này các bạn đặt là chân nó bể luôn đấy các bạn. Và cái dòng tô cái dòng này và dòng chuông thì nó còn đỡ, nó xịn thì còn đỡ, chứ như những cái dòng nó nhỏ nhỏ các bạn mà nó có hút chân không, có áp suất luôn đấy, nó dễ bị tình trạng là xì, do xì áp suất đấy các bạn, xì hơi này. Cái dòng này thì nó vẫn có khả năng bị xì nhé các bạn. Đấy, nhưng mà nó lâu hơn, nó được bền hơn. Thì vấn đề xì này thì cũng đơn giản đấy các bạn. Các bạn mua khi mà dùng, các bạn dùng khoảng 2-3 năm rồi ấy, nếu mà nó xì ấy, mình có điện thoại. Rồi mình xin lỗi các bạn nhé. Đây, nếu mà 2-3 năm mà nó bị xì ấy, thì các bạn cứ nhìn cái má này các bạn này. Đây má bên này này. Đấy, nó có chữ 10VGD. Nhiều cái thì là 10 RI rồi này kia đấy, thì các bạn cứ chụp cho mình cái này, rồi mình sẽ, nếu mà các bạn biết tháo, nhà có tô vít đấy thì các bạn mình gửi mũi cho người ra thôi, còn không thì mình gửi cả cái nắp này ra cho các bạn nhé. Các bạn yên tâm về vấn đề đó, cái nắp này cũng dễ kiếm thôi các bạn, cái gioăng này cũng đơn giản mà, chỉ có dòng mà ví dụ dòng Pana áp suất điện tử này, thì những cái dòng mà nó khó xì ấy, đấy, những cái dòng mà nó khó xì ấy thì cái khả năng kiếm gioăng nó khó thôi. Cái dòng mà là dễ xì thì kiếm cực kỳ dễ nhé các bạn. Đấy, thì mình chia sẻ đôi chút các bạn để các bạn yên tâm hơn. Rồi thì mẫu nồi này bên mình đang bán mức giá là 2,5 triệu nhé các bạn. Nồi tô vuông 2,5 triệu,
cái này nó bị hết pin đấy các bạn. Giờ là các bạn lấy thì mình sẽ thay pin cho các bạn nhé. Bạn nào mà biết thay pin thì mình gửi pin ra để các bạn thay pin giúp mình, còn không có là mình sẽ nói thợ thay pin cho các bạn nhé. Rồi, mỗi nồi này 2,5 triệu, bạn nào có nhu cầu thì liên hệ ủng hộ mình nhé. Bên mình thì giao hàng toàn quốc, các bạn nhận nồi kiểm tra mới thanh toán nhé các bạn. Rồi, mình cảm ơn các bạn nhé. Xin chào các bạn.